Tôi nghĩ là hôm nay tôi không qua khỏi rồi mọi người ơi. Hôm nay đi ăn nhà hàng Thái mà với cái series là chủ quán cho gì tương đó mà giá bao nhiêu là chủ quán tự quyết nha. Anh cứ tự chọn giùm em làm sao mà hai người ăn. Làm sao mà giá bao nhiêu cũng tự anh chọn luôn. Ok chưa? Yeah. Yeah. Không biết là hôm nay người ta sẽ cho mình ăn bao nhiêu món với bao nhiêu tiền nha. Cũng hơi căng căng lâu rồi, kiểu không có cảm giác được mà căng thẳng. Nói chung nhiều quá không được tiền trả. Cứng ra là men nha. Rồi, dạ rồi, cảm ơn. Đấy y chang luôn, cái này là trà sữa thấy xanh táo mọi người ơi đó. Ồ dạ 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 rồi, cảm ơn. Wow. Mới vừa một cái phần mà phở đó, là cái phần này phần bạc thái vậy đó, đó nó cả là một cái phần súp vậy nè. Nó là giống như cái lò đất á luôn. Nó giống cái niêu mọi người đó. Tôm rồi có thịt vậy nè. Ok mình sẽ chang luôn mà ăn thử nha. Wow. Cái nước súp này, cái nước súp tôm dinh mọi người, mình nghĩ chắc nó cũng chuẩn bị thái bởi vì nó cực kỳ chua với cay nha, bởi vì người Thái thích ăn chua cay lắm nha. Thêm còn mực mini nè. Ồ ok chưa? Cái mực ở đây tôi kiểu dai sực. Ồ cay quá. Nhưng mà nó cay quá mọi người, ăn cái phần con mực không mà nó cũng cay nữa. Tiếp theo mình tới phần này nha mọi người. Cái phần này kiểu là cái phần bạc thái á. Nói chung theo kinh nghiệm mà đi du học Thái mấy năm của mình thì cái này sẽ là bắt này nha. Ok chưa? Đó mình sẽ ăn thử phần này nha. Đó cái cọng này giống như cọng phở quá. Ok chưa? Giống như cọng phở mà nó dai dai hơn nha. Trời nó không biết cái này cái gì nha. Cái này kiểu là phần cá rán nha mọi người. Mới ra thêm hai món này với mọi người đó. Nói chung là kiểu là không biết là ra thêm món nào nữa không. Chứ mỗi lần mà ra thêm món là thận tôi bắt đầu nó nhói nhói lại vậy. Món này ớt ớt không mọi người ơi. À cái này, cái này là bên Thái Lan là kiểu là sườn tắm bớt hiểm nha trời. Hôm nay là tim thì hồi hộp nè. Thận thì bắt đầu là nhói nhói nè. Còn cái này là dạ dày bắt đầu cũng đau đau nhói nhói luôn rồi. Đó. Ok. Nhưng mà tôi cảm thấy là một cái điều không lành ở đây rồi. Cái này nó vẫn chua mà nó vẫn cay đó mọi người ơi. Nhưng mà ở đây nó cay, nó thơm một kiểu ức lúa. Tôi hôm nay là tôi nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt rồi mọi người. Bởi vì là nó chua cay quá. Ăn cũng khá là mềm mọi người. Nhưng nó không phải là kiểu là mềm rục nha. Mà nó sẽ kiểu là mềm mà kiểu là mình vẫn ăn kiểu nó dai dai sực sực của thịt đó nha. Nhưng mà sau cái video này tôi không ra một cái video nào khác á, thì các bạn biết là tôi đã có một cái thời gian dài dưỡng thương ở trong bệnh viện Đại học Y Dược nha. Tôi sẽ trụng cái này lên rồi. Cái này ngộ ta. Cái định luật vật lý này là tôi nghĩ là cái định luật này chỉ có định luật vật lý Ấn Độ luôn mọi người. Món mà tôi nghĩ là nó sẽ là hủy diệt tôi ngày hôm nay nhưng mà nó lại không. Nó rất là bình thường, ăn nó không có vị quá là cay. Nói chung là nhìn cái màu là biết là tôm tươi, kiểu người ta mới làm tôm sống rồi mọi người đó. Tại sao mấy người Thái lại chơi phi vật lý Ấn Độ? Tự nhiên cái phần này sống á, cái đầu nó lại đi nướng là sao vậy? Thơm nha. Ok. Cái phần đầu tôm á, rang muối kiểu rất là thơm ngon á. Tụi này còn mấy cái đến này nhỏ mà có vỏ mọi người. Nói chung là từ nãy giờ mà nó vẫn cháy như phi phai nha. Đến cuối buổi nó vẫn cháy nha. Cái nào tôi cũng thấy nó cực kỳ cay nha. Nhưng mà bạn nào mà muốn kiểu là thử cảm giác mạnh nhất nha thì mọi người nên ăn cái món này, bởi vì nó cay nhất trong đàn. Nói chung là nó siêu cay quá đó. Phần này lên là tôi nghĩ là chắc là phần chén nguyện cuối cùng nha mọi người đó. Nói chung là đỡ thận nó đỡ đau hơn xíu nha đó. Thấy là xôi rất là kiểu là mềm dẻo với cái là thơm luôn á mọi người. Ăn chung này thì nó béo cực kỳ luôn rồi. Từ hai người trở lên là được sắp sừng cay á. Ồ, dạ rồi. Nói chung là anh mới nói mình là có một phần được tặng mọi người. Chết mọi người ơi, cúp điện mọi người. Lãng mạn ha, đi ăn được đi tỏ tình luôn nha. Cũng may là ăn đến khúc cuối là nó mới cúp điện mọi người. Hôm nay hai người ăn được bốn món cũng khá là no nha. Nói chung là tôi thấy là ăn món Thái là ở đây nó cũng hơi bị chua cay cũng khá là nhiều. Nó cũng giống như là ở bên Thái. Nói chung là tôi đi du học 5 ngày 4 đêm mà tôi biết. Còn mọi người nghĩ sao ngày hôm nay thì để lại bình luận cho tôi biết nha.